Mourinho đã dùng những từ tục tĩu để chỉ rủa trọng tài người Anh Anthony Taylor ở bãi đỗ xe sau trận đấu. Nhưng lời nói nghiêm trọng hơn của Mourinho là việc ám chỉ các trọng tài đã thông đồng với nhau bắt ép AS Roma. Khi trưởng ban trọng tài UEFA Roberto Rossetti đến gần khuyên Mourinho bình tĩnh, Mourinho nói, chính ông đã thỏa hiệp với họ. Với những lời ám chỉ sự công minh của trọng tài UEFA, Mourinho đối mặt nguy cơ bị cấm thi đấu, có thể lên tới 5 trận theo SunSport. Điều này nguy cơ ảnh hưởng tới cơ hội của ông nếu gia nhập đội bóng mới. Chẳng hạn nếu Mourinho gia nhập PSG, ông có thể không được dẫn đội trong phần lớn trận vòng bảng Champions League năm 2023 đến năm 2024.